À, các bạn thân mến, đám cưới là thành quả cuối cùng của một cái mối quan hệ tình yêu. Họ đến với nhau bằng tấm lòng, sự tự nguyện. Đây được xem là một bước chuyển mới quan trọng trong cuộc đời của họ. Và đám cưới là một chuyện rất đáng vui của con người. Tuy nhiên, mơ thấy đám cưới là điểm tốt hay xấu? Thì trong cái video của ngày hôm nay thì tôi sẽ giúp các bạn giải mã những cái giấc mơ mà có liên quan đến đám cưới. Nằm mơ thấy đám cưới của người thân là cái điểm gì? À, khi hai người yêu nhau có cái sự hòa hợp và đồng điệu về tâm hồn thì họ sẽ quyết định về ở chung cùng một nhà. Và trước khi về sống cùng thì họ phải tổ chức lễ kết hôn hay còn được gọi là đám cưới. Và trong buổi tiệc đám cưới sẽ có sự góp mặt của cha mẹ, anh chị, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp của hai bên gia đình. À, tùy thuộc vào cái điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình mà cái buổi lễ đám cưới được tổ chức lớn hay là nhỏ. Và nằm mơ thấy đám cưới mang nhiều cái ý nghĩa, điểm báo khác nhau và tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, diễn biến, sự vật, hiện tượng xuất hiện trong giấc mơ mà người ta có thể giải mã giấc mơ một cách là cụ thể và chính xác nhất. À, ví dụ như giấc mơ thấy mình đám cưới sẽ có cái ý nghĩa khác với cái giấc mơ mà thấy người khác đám cưới. Cho nên cái việc cần làm đó là ghi nhớ và lưu ý kỹ những cái chi tiết trong giấc mơ một cách chính xác nhất. Mơ thấy đám cưới của người khác sẽ mang lại cho bạn nhiều cái sự tò mò và thú vị. Bạn không biết đó là cái điểm tốt hay xấu và bạn muốn giải mã nó để tìm hiểu có phải giấc mơ đó dự báo về một cái điều gì đó trong tương lai hay không. Thì sau đây thì chúng ta sẽ đi cụ thể từng cái giấc mơ một. Thứ nhất là mơ thấy đám cưới của người thân. Nếu bạn nằm mơ thấy mình đi dự đám cưới của người thân thì đây là biểu thị cho cái ước mơ mong muốn của bạn trong cuộc sống về một cái đám cưới của chính mình trong tương lai không xa. Thì giấc mơ thấy đám cưới của người thân thể hiện bạn luôn ngưỡng mộ về những tình cảm gia đình của người khác, hoặc cũng có thể là bạn đang bị người nhà, bạn bè hối thúc đám cưới. Còn nếu như mơ thấy đám cưới người thân nhưng không có cô dâu chú rể thì đây là giấc mơ chứng tỏ trong tình yêu bạn có rất nhiều khuyết điểm trong tình yêu và cần phải thay đổi chúng thì mới có thể giữ vững được cái mối quan hệ của mình lâu dài. Mơ thấy đám cưới người khác mà không có cô dâu chú rể thể hiện rằng bạn và người yêu hoặc người chồng, người vợ của bạn chưa thật sự thấu hiểu, đồng điệu về tâm hồn nên sẽ có nhiều cái lúc xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn không thể giải quyết được. Còn nếu các bạn mà mơ thấy mình đám cưới thì đây là cái điểm báo rằng bạn đang sắp có tin vui trong tương lai và bạn sẽ có một cái đám cưới viên mãn theo mong muốn của mình trong một cái ngày không xa, hoặc cũng có thể đây là cái sự lo lắng hồi hộp của bạn trước ngày đám cưới của mình, mong muốn thời gian trôi nhanh để có thể đến cái ngày thành hôn. Và mơ thấy mình đám cưới thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng hay chuẩn bị mọi thứ thật tốt để có thể đón nhận cái sự hạnh phúc và vui mừng ấy. Nếu bạn nằm mơ thấy mình đám cưới nhưng lại với một người khác mà không phải là người yêu hay là với vợ hoặc chồng thì đây chính là cái giấc mơ mà chứng tỏ rằng bạn là người luôn suy nghĩ hy sinh cho cái mối quan hệ hiện tại của mình. Bạn luôn là người cố gắng bảo vệ, giữ gìn cái mối quan hệ ấy. Nhưng người yêu, người vợ, người chồng của bạn lại không biết được cái điều đó và họ hời hợt với cái mối quan hệ của hai người. Còn nếu trong giấc mơ mà lại thấy mình kết hôn với người yêu cũ thì đây chính là cái điểm báo rằng bạn đã bắt đầu từ bỏ mối quan hệ với người yêu cũ. Bạn chấp nhận quên đi quá khứ và không còn tiếp tục những cái việc mà khiến bản thân mình phải chịu đau khổ, tổn thương nữa. Nếu bạn đã có người yêu mới nhưng mơ đám cưới với người yêu cũ thì đây là cái điểm báo chứng tỏ rằng bạn đã rút ra được rất nhiều cái kinh nghiệm từ cái mối quan hệ trước và không để cái chuyện đó xảy ra lặp lại trong cái mối quan hệ mới của mình. Và mơ thấy mình đám cưới với vợ hoặc chồng hiện tại của mình chứng tỏ bạn đang hạnh phúc và hài lòng với những cái gì mình đang có. Bạn và người ấy luôn có cái sự đồng điệu gắn kết lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu bạn nằm mơ thấy đám cưới của mình diễn ra trong cái bầu không khí ám đạm, buồn chán và tẻ nhạt thì đây là cái giấc mơ chứng tỏ rằng bạn đang không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và bạn chán nản vì hai người lúc nào cũng tranh cãi và bất đồng cái quan điểm với nhau.
Bạn mơ thấy đám cưới có xảy ra hỗn loạn. Thì nếu trong giấc mơ là cái hình ảnh của một đám cưới hỗn loạn, tức là trong đám cưới có xảy ra cái mâu thuẫn, xung đột, thì đây là giấc mơ chứng tỏ rằng bạn không gặp được nhiều suôn sẻ trong cái chuyện tình cảm của chính mình. Và bạn cần phải bình tĩnh để có thể sắp xếp lại tất cả những cái vấn đề một cách ổn thỏa nhất, không nên quá nóng vội và mất bình tĩnh gây nên những cái hậu quả xấu cho bạn. Vậy thì mơ thấy đám cưới nó sẽ mang đến cho các bạn những cái con số may mắn là gì? Nếu bạn mơ thấy đám cưới người thân thì con số may mắn của bạn là 62, 26, 02 và 31. Nếu bạn là con trai mà mơ thấy đám cưới chính mình thì số may mắn là 20, 29. Nếu bạn là con gái mà mơ thấy đám cưới của chính mình thì là 26, 90. Còn mơ thấy mình đám cưới với bạn trai hoặc bạn gái cũ thì số may mắn là 69, 96. Còn ngủ mơ thấy mình đám cưới với một người lạ không quen biết thì số may mắn là 23, 32. Còn nếu bạn mà mơ thấy đám cưới thông thường thì số may mắn là 62, 26, 02, 31. Nằm mơ thấy làm cô dâu thì số may mắn là 25, 52. Ở trên đây thì quý anh chị và các bạn đã cùng tôi tìm hiểu một số giấc mơ có liên quan đến đám cưới. Thì hy vọng rằng với những cái thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn được rất nhiều trong cái việc mà giải mã giấc mơ của mình. Hy vọng rằng đây sẽ là cái nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho tất cả mọi người. Cuối cùng là xin chúc quý vị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.